cuộc thi phân chia lớp học siêu năng lực đã bắt đầu. Cậu bé Elliot nhẹ nhàng xoay tròn ngón tay, phút chốc thả ra làn khói mịt mù bay khắp nơi. Nhưng cậu ta lại không thể khống chế được sức mạnh, suýt chút khiến cho các giám khảo có mặt ở hiện trường bị nghẹt thở. Thế là bị phân vào chương trình phép thuật lật ngược. Còn cô bé Nori này, chỉ cần nhẹ nhàng nhếch mép, không ngờ trên mặt đã mọc ra đầy râu, trực tiếp biến thành một chú mèo nhỏ. Giám khảo đang định giúp cô bé tính giờ, nhưng chú mèo nhỏ lại mọc ra đôi cánh, tiếp theo nó đã bay lên trời, khiến cho giám khảo tỏ vẻ mặt khó hiểu. Giây tiếp theo, nó bay lòng vòng quanh căn phòng, các giám khảo trợn tròn đôi mắt. Chú mèo nhỏ lại mọc ra cái sừng hươu, nhưng chưa chống đỡ được bao lâu thì lại biến trở về hình người. Nori đắc ý cúi đầu chào mọi người, còn hỏi giám khảo cô có lợi hại hay không. Nhưng mà có lợi hại cỡ nào cũng không thể lợi hại bằng người có thể đánh ra được biểu tượng cảm xúc này. Người có thể đánh ra được biểu tượng cảm xúc lợi hại chắc chắn sẽ được phân chia vào lớp cao cấp hơn. Thì ra yêu cầu của cuộc thi là phải biến thành chú mèo nhỏ, nhưng bình thường Nori lại biến hóa ra một con mèo có thân gà mũi voi, hoặc là trên lưng mọc ra vây cá, hoặc là cơ thể như con chuột túi, cũng không biết đây là động vật gì. Cuối cùng cũng bị đưa vào chương trình phép thuật lật ngược. Tiếp theo sau là cầm nắm vật qua khoảng cách không gian, cần phải lấy được ly nước ở một khoảng cách khá xa. Chỉ nhìn thấy cô bé Pepper tỏ vẻ khinh bỉ, đưa bàn tay ra và trực tiếp đập về phía của các giám khảo đang ngồi. Cô bé vội vàng xin lỗi. Kết quả một cơn gió to lớn đột nhiên thổi tới, cũng may là không khiến cho giám khảo bị sốc nặng. Đây chắc chắn bị đưa vào chương trình phép thuật lật ngược. Tiếp theo sau chính là khảo sát năng lực bay lượn. Mỗi một người đều phải lơ lửng trên không trong 30 giây, đồng thời hạ cách ổn định thì mới được thông qua. Nhưng khi tới lượt Andres, cậu ta vừa lấy đà là trực tiếp bay lên tới nóc nhà. Giám khảo vừa mới cảm thấy kinh ngạc vì thực lực của cậu ta, thì giây tiếp theo đã phải thất vọng vì cậu ta không thể xuống được. Thì ra cậu ta vẫn chưa nắm vững được kỹ thuật hạ cánh, đành phải để cho nhân viên vác thang tới đưa cậu ta xuống. Vì để đề phòng cậu ta nhảy một cái lên tận cung trăng, nên trong ba lô của cậu ta luôn để đầy các viên gạch. Tiếp theo sau là khảo sát về ma pháp tạo ra lửa, cần phải đốt cháy ngọn nến trong khoảng thời gian quy định. Reyna đưa ra ngón cái nhỏ xíu của mình, trực tiếp phóng ra một tia lửa, nhẹ nhàng thắp sáng ngọn nến. Cuối cùng đã thông qua từng vòng tuyển chọn, tổng cộng có 4 người được chia vào chương trình phép thuật lật ngược. Hiệu trưởng không mấy xem trọng chương trình này, thậm chí còn tùy ý tìm một lao công là bắt để làm giáo viên chủ nhiệm của họ. Tất cả học sinh được đưa ra ngoài trời, giáo viên chủ nhiệm bắt trực tiếp mở cửa nhà kho ra, bên trong lộ ra một dãy những cây chổi bí ẩn. Nori vô cùng kích động, cô bé biết rằng cơ hội để trở thành Harry Potter đã tới rồi, đồng thời biểu lộ ra ngoài vẻ mặt trông giống như biểu tượng cảm xúc thứ tư trong điện thoại của bạn. Cô bé trực tiếp cưỡi lên cây chổi và lao thẳng ra bên ngoài. Kết quả vừa mới nhảy lên không trung thì cô bé đã vấp ngã, đầu đập mạnh xuống đất. Thì ra đây chỉ là những cây chổi bình thường mà thôi, đưa cho các học sinh chính là để cho họ quét dọn vệ sinh. Nhưng quét dọn được một lúc, lúc này lớp Fluxer đang vào giờ học. Nori đứng bên cạnh nghe lén vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn ghi chép lại nội dung vì để có thể quan sát trong khoảng cách gần. Tiếp theo sau, cô bé vô cùng đường hoàng, giả vờ như đang quét rác và quét tới lớp học của họ. Khi nhìn thấy con mèo trên tay của cô giáo, Nori lập tức giật lấy nó. Nhưng giây tiếp theo, con mèo đã kêu ầm lên, khiến cho Nori lập tức biến thành một con động vật không biết gọi là gì. Rất may là giáo viên chủ nhiệm bắt đã tới kịp lúc. Còn Reyna sau khi thành công vào được lớp Flair thì lại cảm thấy rất không vui. Hôm đó giáo viên yêu cầu học sinh lớp Flair giang bắp để tưởng thưởng cho những người thời gian qua đã liên tục nhấn like. Reyna tưởng rằng ma pháp của mình vô cùng hoàn hảo, giáo viên đứng gần đó đi tới, vừa ăn vào miệng thì lập tức nhả ra ngay. Cũng may là chưa làm dụng hết răng của cô giáo, Reyna đành phải đi tới thư viện âm thầm học tập để nâng cao ma pháp. Nhưng lúc này một cuốn sách màu đen đã tự động chui ra. Reyna cảm thấy tò mò bèn lật sách ra, kết quả các bóng đèn đột nhiên tự động tắt đi. Sau khi gập cuốn sách lại thì mọi thứ trở lại bình thường. Reyna cảm thấy sợ hãi vội vàng trả cuốn sách về vị trí cũ. Sau khi trở về phòng, cô vừa ngồi xuống giường thì không ngờ cuốn sách màu đen đó lại xuất hiện ở trên giường. Tiếp theo sách ma thuật đã tự động bật mở ra. Reyna từ từ cầm cuốn sách lên, kết quả bên trong lại phóng ra một làn khói đen vô cùng bí ẩn, nhanh chóng chui ngay vào trong cơ thể của cô bé. Tới lúc này năng lực của cô bé đã được nâng cao đáng kể. Không bao lâu là tới kỳ thi cuối kỳ, lần này cũng là thi về giang bắp. Chỉ nhìn thấy những bạn học khác phải dốc hết sức mới có thể giang được chén bắp, nhưng khi đến lượt Reyna thì cô bé lại có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần so với ngày thường. Giáo viên đã ăn thử món bắp giang, hương vị cực ngon. Cuối cùng cô bé đã giành được điểm số cao nhất trong cuộc thi. Nhưng Nori đột nhiên lao thẳng vào phòng, cô bé thỉnh cầu giám khảo cho tham gia cuộc thi để có thể chứng minh lại bản thân một lần nữa. Tiếp theo sau bèn đặt đôi tay lên mặt bàn và thành công biến thân thành một con mèo nhỏ. Lúc này giám khảo chuẩn bị tính giờ, năng lực của cô bé một lần nữa mất kiểm soát, lại mọc ra đôi cánh, tiếp theo càng biến càng lớn. Đồng thời đầu mèo cũng biến thành đầu heo, xung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn. Reyna vội vàng triệu hồi ngọn lửa để ngăn cản, nhưng quả cầu lửa lại không thể kiểm soát được, trở nên to lớn tới kinh ngạc. Reyna dự định dừng tay, nhưng quả cầu lửa đã tự động bay ra ngoài. Nori cũng đã biến trở lại thành hình người, thậm chí vẫn còn đang hồi tưởng lại luồng sức mạnh đáng sợ đó. Nhưng hiệu trưởng thì lại tạt thau nước lạnh vào mặt họ,
châm biếm rằng học viên của chương trình phép thuật lật ngược thì không nên thi cử. Giáo viên chủ nhiệm bắt không nhẫn tâm nhìn thấy học trò mình bỏ cuộc dễ dàng đến như thế. Thế là anh ta dẫn bọn trẻ đi hoạt động ngoài trời, dùng phương thức khác nhau để đại ma thuật cho họ, tiếp theo dùng tiếng hát để khống chế những loài động vật xung quanh. Thì ra năm xưa anh ta cũng ở trong chương trình phép thuật lật ngược. Bọn trẻ đã có lại được tự tin đối với sự nhận thức mới về ma thuật. Họ bắt đầu từ từ có những tiến bộ vượt bậc. Elliot có thể kiểm soát được xương khói tốt hơn. Nori có thể biến thành dáng vẻ được chỉ định. Rất nhanh, lễ thành lập trường được tổ chức mỗi năm một lần đã tới. Lúc này Reyna đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Chỉ nhìn thấy cô bé triệu hồi một quả cầu lửa khổng lồ. Sau đó lập tức biến thân thành quái vật xương đen, tuyên bố rằng sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Các học sinh đều lũ lượt phát ra tiếng gầm như con sư tử để triệu hồi những con mãnh cầm đang bay trên trời. Nhưng con chim ưng lại nhát gan bỏ trốn mất. Tiếp theo các học sinh hợp sức lại tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Nhưng sau khi tấn công ra ngoài lại hoàn toàn không có tác dụng. Một nhóm học sinh định bay lên trời để ứng chiến, kết quả bị quái vật phút chốc khóa chặt ở nguyên vị trí cũ. Lớp Fluxer thì càng không thể nói, chỉ có thể biến thân thành mèo nhỏ chó nhỏ, hoàn toàn không hề có khả năng chiến đấu. Các thầy cô giáo hợp sức chống trả, không ngờ quái vật lại phân thân ra. Lúc này giáo viên chủ nhiệm bắt dẫn theo học sinh của chương trình phép thuật lật ngược chạy tới đây. Pepper đưa cao hai tay lên nhẹ nhàng bóp lại, quái vật phút chốc bị hợp thể. Elliot thì lại phóng ra sương khói mịt mù ngăn cản tầm nhìn của quái thú, còn Nori thì biến thân thành một con rồng chiến đấu với quái vật ở trên không. Con quái thú cũng đã bị đánh lùi lại. Nori sau khi quay trở lại hình người lấy ra vòng tròn ánh sáng của một nhân vật chính hướng về phía quái thú mà nói ra những lời đạo lý của con người, trực tiếp cảm hóa được con quái vật, gọi dậy Reyna trong cơ thể khổng lồ của quái vật, cuối cùng đã khiến cho con quái vật bị nổ tan xác ngay tại chỗ. Siêu năng lực không phân biệt cao thấp, từ đó ngôi trường này đã từ bỏ chương trình phép thuật lật ngược, đồng thời bắt đầu một cuộc sống mới công bằng và vui vẻ hơn. Những ai ủng hộ lớp chương trình phép thuật lật ngược thì hãy giơ cao tay lên nào. Tôi là Bạch Chú, theo dõi trang của tôi, tập tiếp theo sẽ càng đặc sắc hơn.